Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ ben xe 3 bánh rất gọn nhẹ và đơn giản để các bạn lắp lên những cái thùng ben của xe 3 bánh. Ở đây thì nó được trang bị một cái con động cơ 60V, 48V và 72V đều có thể chạy được. Đấy. Con này thì đối với những cái xe điện 3 bánh hoặc 4 bánh lắp là rất phù hợp và rất là gọn nhẹ. Thùng dầu và động cơ được tích hợp trên cùng bộ van luôn. Chỉ cần một sử dụng một dây dầu lên cây ben và thao tác lên cần thì ben lên, xuống cần thì ben xuống, nhả cần thì ben đứng im. Về đặc tính của cây ben này thì có chiều dài là 75 cm. Mỗi đốt cây ben của nó là 25 cm đẩy ra. Đấy. Vỏ đường kính này là 80mm. Tất cả được trang bị đầy đủ tai đỡ, gối đỡ, chốt và ốc dầu, dây dầu dài 1m. Thì đây là bộ động cơ, các bạn chỉ cần đấu hai cực vào đây là xong thôi. Đấy. Bạn đấu hai cực đây và đây, cực nào cũng được. Nó đều chạy một chiều. Đây là động cơ kích từ lối tiếp, vì vậy cho nên nó sẽ ăn điện trực tiếp và đảo chiều là theo kiểu đảo cực này, chứ còn đảo dây điện thì nó sẽ không đảo chiều. Các bạn cứ đấu đúng vào đây cho mình hai chân dương âm bất kỳ vào là được. Trên đây là cái bộ van của nó tích hợp ở trên đầu lòng này rồi. Đây là bộ van một chiều, cần thao tác sẽ được lắp vào đây. Đấy, cần này sẽ được lắp vào đây như thế này. Các bạn có thể kéo cần ra xa vị trí khác cũng được, thì tùy. Khi mình muốn lên ben hay xuống ben thì chỉ cần kéo cần lên xuống là xong thôi. Bộ này thì rất là đơn giản, dễ lắp và không tốn nhiều diện tích. Ai cũng có thể lắp được. Đấy. Và với động cơ này thì có thể ben được những cái loại xe 1,5 tấn trở xuống. Tất nhiên thì nó sẽ phụ thuộc vào từng cái vị trí đặt cây ben một nhé. Và mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm hay là yêu cầu kỹ thuật xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin lưu ý đây là dòng động cơ có thể chạy dài hạn được, không phải là động cơ chạy ngắn hạn, nó rất là khỏe. Chuyên xe điện 3-4 bánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.